Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì tiếp tục mình thực hiện series trải nghiệm cán mọi thứ bằng xe hơi nhé. Và hôm nay mình sẽ cán tất cả mọi thứ mềm mại và giòn tan ở dưới bánh xe hơi này. Đó, với chiếc xe bán tải này nhé. Bây giờ mình sẽ thực hiện cán luôn các bạn nhé. Như vậy là mình vừa thực hiện xong các màn cán các đồ vật mềm mại và giòn tan các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ cho một like nhé. Và đây là những video hay và hot nhất trong tuần của kênh. Nếu các bạn chưa xem thì đừng bỏ lỡ nhé. Ngoài ra, bạn nào chưa là thành viên của kênh Thế Giới Slam thì hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chuông để có thể nhận thông báo sớm nhất khi có video mới nhé. Và bây giờ Thế Giới Slam xin chào và hẹn gặp lại các bạn.